Ở Hà Giang, ổ dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở 2 hộ tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên với tổng số gia cầm mắc bệnh là 114 con. Trong khi đó, tỉnh Quảng Nam ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm tại 4 hộ của 3 xã thuộc 2 huyện Điện Bàn và Duy Xuyên làm 2.970 con gia cầm mắc bệnh. Số gia cầm buộc phải tiêu hủy là 4.056 con. Trong cùng ngày, tỉnh Vĩnh Long cũng ghi nhận thêm ổ dịch cúm gia cầm tại xã Bình Phước, huyện Mang Thít làm 345 con vịt mắc bệnh. Số gia cầm buộc phải tiêu hủy là 345 con. Hiện cả nước còn 45 ổ dịch cúm gia cầm H5N1 tại 15 tỉnh, gồm Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Nghệ An, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hải Dương, Sóc Trăng, Gia Lai, Hưng Yên, Ninh Thuận, Đồng Nai, Hà Giang và Quảng Nam. Dù vài ngày qua dịch có dấu hiệu giảm, nhưng theo nhận định, nguy cơ dịch phát sinh trở lại và lây lan trong thời gian tới là rất cao nếu các địa phương không thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.